mọi người, chào mừng mọi người. Hello. Hôm nay chị em làm cái video này á, chị em muốn chia sẻ với các bạn một cái việc mà có rất là nhiều bạn mà hỏi chị em ha, và chị em cũng không có thời gian để trả lời lại bằng cái tin nhắn á, thì chị em sẽ trả lời bằng cái video này để các bạn xem và các bạn có thể thấy được là mình có thể tập theo được không ạ. Thì đây là một cái video chị em nói về việc làm thế nào để ngủ ngon ha. Cái này á, thì là một cái đơn giản, không có cần thuốc gì hết nha mọi người, nhưng bắt buộc mọi người phải tập, nếu không tập á là sẽ không có làm được đâu ạ. Thì như thế này, chị em là một người mất ngủ rất là nhiều, mất ngủ từ hồi ở bên Việt Nam á, từ hồi ở bên Việt Nam và đi làm về, dù có mệt mỏi cỡ nào, đi làm có 18-20 tiếng vẫn không ngủ được mọi người. Nằm lên giường là phải 1-2, ít nhất là 3 tiếng sau mới bắt đầu vô giấc ngủ, và ngủ không có sâu ha, ngủ mà mình ngủ mà ai làm gì mình cũng có thể biết, một tiếng động làm mình cũng có thể tỉnh giấc ha. Đó là một cái mà khiến cho mình mệt mỏi và mình căng thẳng và mình có thể stress vào ngày hôm sau nha mấy bạn. Và đặc biệt nữa là làm cho da của mình nó sẽ không có đẹp và cơ thể của mình nó sẽ rất là uể oải luôn á. Thì đó, đó là cái mà chị em bị ít nhất là 10 năm. Hai trường chị em học á là đều chị em đều thức rất là khuya, 2 giờ sáng cũng không ngủ được nha mọi người. Thì sau khi qua Úc á, vẫn bị cái đó trong thời gian đầu ha, 1 năm, 2 năm đầu vẫn bị, dù đi làm cực gần chết luôn, cực kinh khủng, cực hơn cả bên Việt Nam luôn mà chị em vẫn ngủ không được mọi người, không hiểu tại sao luôn. Và thế là mà nhìn thấy á, mà chồng mình á, lúc trước cũng bị y chang như vậy, cả hai vợ chồng đều không ngủ được và chồng ngủ rất là ít luôn mặc dù đi làm rất là nhiều ha. Thì cái đây á, là James sẽ chia sẻ và chồng cũng đã thực hiện được và James cũng đã thực hiện được, thì James mong là các bạn có thể và đã giúp được cho mẹ và cho một vài người bạn đã thực hiện theo cái cách này ha. Và James hy vọng rằng á, các bạn có thể là cố gắng tập theo cách này để mà ngủ ngon hơn ha. Thì đầu tiên là như thế nào? Đầu tiên á, là trước khi đi ngủ á, là James có thể uống hoặc không uống một ly nước lọc vừa thôi ha. Thì sau đó á, là James sẽ lên giường ngủ. Thì chúng ta sẽ bận những bộ đồ thoải mái nhất, đó là điều đương nhiên rồi đúng không ạ? Một cái quan trọng á, là khi mà cái này là GM đã tập, đã thực hiện và đã làm được rồi ha. Bây giờ chỉ cần là 1-3 giây thôi là GM đã ngủ rồi, và chồng còn ngủ nhanh hơn mình. Chồng còn ngủ có nghĩa là ví dụ như mình mới có nói là ảnh mới có nói là anh ngủ nha, là quay qua là ổng đã ngủ rồi đó mọi người, ổng ngủ ngáy luôn đó. Mà hồi trước là không có chuyện đó đâu nha. Thì mọi người biết sao không ạ? Đơn giản thôi, cái này là mình cũng tập khoảng 3-6 tháng mình mới làm được luôn đó, không phải đơn giản đâu nha. Thì như thế này, khi mà mấy bạn đặt cái người xuống giường á, thì mấy bạn sẽ nói là mình vào giường để đi ngủ. Đó, mình leo lên giường để đi ngủ, chứ không phải mình leo lên giường để mình suy nghĩ hay là mình làm những cái chuyện khác. Những cái chuyện đó là mình đã làm hết trong ngày rồi, và ngày mai sẽ là ngày mai, không suy nghĩ tới ngày mai nữa. Còn nếu bạn muốn suy nghĩ tới ngày mai thì hãy suy nghĩ trước khi các bạn bước lên giường để ngủ ha. Và đặc biệt leo lên giường á, hạn chế sử dụng điện thoại trước đó 15-30 phút càng tốt, nếu như bạn muốn ngủ nhanh hơn và bạn không cần phải tập quá lâu ha. Cái thứ hai là không nên xem những cái phim, những cái video mà nói về làm cho giống như gây chấn động mình, giống như là những cái video mà làm cho mình cảm thấy buồn hoặc là vui hoặc là hành động hoặc là kinh dị này nọ, thì cái đó càng không nên nha mọi người, càng không nên xem ha. Cái thứ ba, lên giường nằm xuống và thở thiệt là sâu vào, sâu hết cỡ và giữ trong đó và thở ra nhẹ nhàng, giống như thở từ từ và nói là mình thở hết tất cả mọi thứ, mình buông hết tất cả mọi thứ ra, nghĩa là có nghĩa là khi mấy bạn hít vô á, mấy bạn thở ra, có nghĩa là mấy bạn sẽ thở luôn, mấy bạn sẽ để cho cái body của mình nó buông xuôi luôn nha. Có nghĩa là nó sẽ nhẹ luôn, nó sẽ không có gồng người lên ha. Mấy bạn sẽ để cho cái cơ thể mình nó xả ra luôn vậy đó. Mấy bạn làm vậy 3 lần ha. Làm sao mà khi mà cơ thể mình cảm thấy nhẹ và rất là nhẹ nhàng, giống như là tay chân mình không có còn sức sống nữa luôn vậy đó mọi người, nghĩa là mình giống như là mình thả hết người ra vậy luôn, như vậy đó. 3 lần ha. Và mấy bạn, James bây giờ chỉ cần làm 3 lần vậy là James đã ngủ rồi, không có cần làm gì nữa hết trơn á, chứ nhiều khi có 1 lần là đã ngủ rồi. Thì sau khi á, mấy bạn làm vậy xong á, thì mấy bạn đừng nghĩ gì hết nha. Đặc biệt giùm mình là đừng nghĩ gì hết. Nếu nghĩ, hãy nghĩ tới một thứ thôi, đừng nghĩ tới nhiều thứ. Ví dụ nghĩ tới một cái việc gì đó, một cái vấn đề gì đó, và đừng đưa cái suy nghĩ mình nó đi tùm lum tà la ha. Ví dụ như nghĩ tới là bây giờ mình vô phòng mình ngủ thôi, mình hãy đi ngủ, mình đi ngủ, mình đi ngủ.
Và nhớ nha, chỉ nghĩ có một vấn đề đó thôi, một vấn đề thôi. Nếu như mấy bạn nghĩ là mấy bạn nghĩ giống như là nghĩ tới cái việc ngày mai, nghĩ tới cái việc ngày đã qua này nọ, thì mấy bạn kéo cái suy nghĩ của mình về nghĩ tới một việc thôi, nghĩ tới một việc là mình phải đi ngủ như thế cũng được. Hoặc là mấy bạn có thể nghĩ tới một cái việc khác, nhưng cái cách ngủ ngon á là không phải là không nghĩ gì, mà là nghĩ tới một việc và các bạn sẽ đi ngủ rất là ngon đó. Lúc trước á mình không có làm được như vậy, bởi vì mình cứ nghĩ tùm lum tà la hết á mọi người. Mình cứ suy nghĩ ngày mai, mình cứ suy nghĩ ngày hôm nay, mình cứ suy nghĩ tá lả đó, thế là mình không ngủ được. Và thế là mình tập lần lần mình biết là mình có suy nghĩ vậy, mình kéo cái suy nghĩ gì, giống như mình thiền vậy đó mọi người, giống như mình ngồi thiền vậy đó, mình kéo cái suy nghĩ gì là mình đã đi quá xa rồi, mình kéo cái suy nghĩ gì ha. Nhưng mà đặc biệt nha, thả nhẹ nhàng cái cơ thể của mình, thả cái đó là cái điều quan trọng, giống như là xả hết tất cả mọi thứ trong cơ thể của mình ra, thả nhẹ nhàng, thì cái đó nó sẽ giúp các bạn mềm ra và các bạn sẽ dễ chịu hơn và đầu óc các bạn sẽ thoải mái hơn để các bạn đi vào giấc ngủ ha. Nhưng cái này chị em đã nói rồi, không phải là làm một phát là được liền, nên khi các bạn làm mà các bạn nói là trời ơi sao tôi làm hoài mà tôi làm mà bữa giờ mà tôi chưa được, no, chị em đã tập 3 tới 6 tháng lận đó mọi người. Và một ngày đẹp trời á, chị em không bao giờ ngủ được ở ngoài nhà người khác, hoặc là ngủ ở ngoài xe là ngủ đâu nha, nằm đó thôi. Nhưng mà vào ngày đẹp trời chị em ra xe nha, chị em nằm lên xe và mặc dù xung quanh rất là ồn, người ta làm công trình rầm á, mình nói là mình phải đi ngủ, mình ngủ đây. Thế là chị em ngủ, mà ngủ say mê luôn, ngủ không biết gì hết, không phải mệt nha, không hề mệt, không phải mệt mới ngủ vậy, bởi vì bản thân mình biết là mình mệt mình có ngủ cũng không có được. Và khi mình tỉnh dậy, mình chợt nhận ra cái chân lý là mình đã thành công trong cái việc đó, và từ đó mình áp dụng cái việc mà mình đã phát hiện nó ra như thế nào. Và giống như là khi các bạn vượt qua được cái giai đoạn đó thì mấy bạn mới thấy được là mình đã làm được cái chuyện đó, thì khi đó là mấy bạn sẽ cảm thấy là rất là vui luôn á. Mà cái giấc ngủ nó rất là sâu, và ngủ không cần ngủ nhiều nha, ngủ chỉ cần khoảng 5 tiếng một đêm thôi, mà ngủ sâu á là mấy bạn cũng đã rất là khỏe và đủ năng lượng làm cho ngày hôm sau ha. Cái đó nó rất là quan trọng luôn đó. Cho nên là từ đó, từ cái ngày mà chị em phát hiện ra trên cái xe là mình đã thực hiện được thành công á, là tới bây giờ là chị em ngủ cực kỳ ngon luôn mọi người. Chị em ngủ thẳng giấc luôn, không có quậy cửa, không có bị giống như là ảnh hưởng bởi những cái ngày trước ở nhà của chị em ở nhà con chó nó sủa nguyên một đêm luôn, tôi không ngủ được, khùng điên luôn. Mà ông chồng nói một câu rất là tỉnh, chó sủa là việc của chó, ngủ là việc của em. Trời ơi, là chồng vẫn ngủ vậy đó mọi người. Thế là bây giờ nha, con chó vẫn sủa, vẫn chưa hết sủa, và đúng, ngủ chó sủa là việc của nó, ngủ là việc của mình mọi người. Mình không quan tâm nó sủa luôn, và thế là mình cứ ngủ. Và nói chung á, là thời gian sau này chị em đã tập được một cái giấc ngủ rất là sâu, và chị em mong á, là mọi người có thể là giống như là tập được như chị em để mà có một cái giấc ngủ thiệt là ngon ha. Cái này là chia sẻ kinh nghiệm từ chị em và chồng đã làm được, và cũng đã chia sẻ được rất là nhiều người, và cũng có người rất là đã thực hiện được cái chuyện này rồi nha mọi người, chứ không phải là nói đơn thuần là chị em nói đâu ha. Tại vì bản thân mình là một người mất ngủ, cho nên là mình là rất là hiểu được cái người mà mất ngủ nó khó chịu như thế nào á. Thì ok, thì cái đây là một cái chia sẻ nhỏ của chị em, mong là các bạn sẽ giống như là tập nếu như bạn khó ngủ ha, chứ cũng chưa, nếu như mà khó ngủ thì các bạn cũng sẽ tập những cái đó ha. Và cũng có nhiều cái để hỗ trợ giấc ngủ mình, giống như là nhụy hoa nghệ tây nè, rồi có nhiều thứ để mà ngủ giống như là giúp cho ngủ bằng cái thảo mộc á. Thì các bạn nếu như mà các bạn chưa làm được thì các bạn cũng có thể hỗ trợ những cái đó, nó sẽ giúp giấc ngủ của mình ok hơn ha. Thì đến đây Jim xin kết thúc cái video này, và hy vọng rằng Jim chúc cho các bạn nào mà chưa có ngủ được thì sẽ ngủ ngon vào những và sẽ ngủ tốt hơn và sẽ ngủ ngon hơn ha. Và sau khi tập theo như Jim, tại vì cái này là Jim làm là vì có rất là nhiều bạn hỏi ha. Jim xin chào các bạn ạ.